Hi các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay bàn phím các dòng laptop Acer E5 tại nhà, không cần đến thợ nhé. Bây giờ chúng ta tự làm nha. Các bạn tìm cục 500 trong mấy cái loa cũ hư á, các bạn thu mấy con ốc này lại cho nó không rơi mất. Dòng laptop Acer này khá là nhiều ốc vít sơn mặt lưng một vít. Con này cứng đầu rồi. Rồi ok, ta làm về. Mình thì dùng móng tay thôi, vẫn có đồ chuyên dụng để làm. Móng tay mình nó cứ thay thế được. Thank you.
Các bạn cẩn thận tháo mấy cái socket này ra nhé. Cho cái này qua một bên. Công việc chúng ta hôm nay là thay bàn phím cho nên cho thằng kia qua một bên đi. Cái này phải cẩn thận nha các bạn, rất một cái là thôi.
chính. Xong rồi, bây giờ lắp vào thôi.